Vâng, cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào toàn thể các bạn anh em tiếp tục đến với kênh YouTube của Doãn Hưng. Thông báo các bác thì hiện tại bên em mới về thêm được một ít cái dòng loa Full Eric Bass 25. Model của dòng này là RH610. Như Doãn Hưng đã thông báo thì lô này là lô thứ tư các bạn nhé. Là tổng của cái lô loa Eric này là bên em có hơn 30 đôi, mỗi lần nó về một ít đấy. Đây cũng là lô cuối cùng mà cũng không biết là đến bao giờ mới gặp lại là cái lô loa này. Loa thì nó rất là chất lượng, từ hình thức mẫu mã cho đến nội thất chất âm. Ở trong video này thì bên em chỉ thông báo gọi là hàng về thôi các bạn, và giới thiệu qua về hình thức mẫu mã thôi, còn là chất âm với về độ chi tiết các thứ thì Doãn Hưng đã giới thiệu rất là kỹ ở các cái video trước rồi, vì đây nó là lô cuối cùng. Về hình thức thì các bác nhìn từ e căng mọi thứ nó rất là đẹp, độ mới lên tới khoảng 90%, thùng cân sơn màu đen, đèn đồng bộ các bác nhé, căng mút trước nhưng mà còn khá là đẹp, tem mác đầy đủ. Anh em lưu ý thì cái lô này nó sẽ có vài loại tem các bạn, một cái loại tem to, một cái loại tem nhỏ hơn. Tem thì nó chỉ khác nhau về kích thước thôi, còn lại nội thất các thứ thì nó giống y chang nhau. Và lưu ý với các bác một vấn đề nữa là ở đây thì nó sẽ có một đôi cái dòng phơ to như thế này, và màng cũng màng bóng các bác nhá, bóng nhưng mà bóng hơi ráp, nó không nhẵn như thế này, có một đôi thôi. Chiếc trong live stream Doãn Hưng đã quay kỹ đến chiếc này, đằng sau màng nguyên bản, mọi thứ nguyên bản. Các bác nhìn như này này tưởng là thay màng nhưng không phải các bác nhá, tất cả mọi thứ đều bao zin bao xịn, bao chất lượng. Trên màng có mã số và mọi thứ đầy đủ tem mác. Còn lại thì những cái đôi từ trước đến giờ thì nó đều như thế này. Đấy, các bác nhìn cái màng của nó cực kỳ bóng và nhẵn, nó giống như kiểu VPK đấy. Tất cả các cái lô trước thì màng của nó cũng sẽ như thế này, phơ của nó nhỏ hơn, gân của nó là gân 3 thép thôi nha. Đấy, các anh em nhìn gân của nó còn khá là ướt, khá là mới. Đấy, sờ vào nó còn dính. Công suất của dòng này là 300W, 300W đầu vào các bác nhé, chịu kháng 8 ohm. Đấy, có số seri của nó. Có trang web này. Thùng cân thì rất nhiều anh em thích thùng cân đúng không ạ, màu đen nữa. Đấy, nội thất của nó đây. Ở đây thì củ bát của nó làm khá là chất và chắc chắn, từ cái kẹp từ của nó khá là dày. Đấy, thông số đầy đủ, tem mát đầy đủ, xương nhôm này. Đấy, côn nhện chấu, mọi thứ zin xịn chuẩn chỉnh các bác nhá, chuẩn chỉnh. Trên xương có mã này. Đây, mặt trước của nó sẽ nhẵn như thế này. Côn của dòng này thì nó côn của nó cũng vừa phải thôi. Nhện giải nhện rất là rộng, 2-4-5 sóng, nhện màu lâu. Củ bát cầm khá này, nặng. Này, màng đằng sau của nó này các bạn. Trước thì cái này thì mưa nắng thoải mái, không sợ nó bị mộc màng các bạn. Củ chép của cái dòng này thì nó quá ấn tượng. Củ chép Doãn Hưng đã giới thiệu nhiều rồi. Công suất của củ chép này là 60W các bác nhé, nó còn lớn hơn cả Full 30 Eric DH1702M. củ chép rất là dày to khủng, phễu của nó như dòng B3 này, nó đều là thương hiệu của Đức. Anh em xem cái kẹp từ bóng nhoáng, cái dòng này thì lời rất là mạnh đấy các bác nhá, mạnh nhưng mà nó không bị chói chóe. Phân tần ở đây thì các bác xem tụ đều là tụ Acer hết, nó không quá khủng bố nhưng trông nó chất lượng đúng không? Từ dây dợ đều bọc thiết hết. Đấy, bông tia mút rất là dày chắc chắn. Đấy, thùng gỗ vẫn ép không nhá, không lộ chân ren hết, mọi thứ rất là chuẩn chỉnh. P của loa này cũng khá là lặng, lặng ở đây là từ củ bát, chơi củ, đặc biệt là củ chép.
từ bát của nó là từ 16 các bạn. Tất cả mọi thứ đều ba zin ba xịn ba đẹp như thế này. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho Dẫn. Cái là biển số thì hôm nay không mang vào lại đây, các bác nhìn vào đây giúp em. Có hai số điện thoại, các bác có thể nhắn tin Zalo ở số trên. Bên em giao hàng toàn quốc các nhé. Địa chỉ bên em là Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định. Bác nào gần thì có thể đến tận nơi để sưu tầm cho mình những mặt hàng ưng ý và chất lượng nhất. Và giá bán thì cũng như các lô trước các bạn là 5.500.000 bao ship. Như vậy là 5.500.000 bao được bao ship, giá quá hợp lý đúng không ạ? Giá gần như là rẻ nhất thị trường các bác nhá. Không có ai có cái giá tốt như bên Doãn Hưng. Cái này thì Doãn Hưng cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Loa chất lượng, giá hợp lý. Nhiều bác thì ngại cái vấn đề tiền ship, sợ nó nhiều. Như vậy thì các bác không phải lo cái vấn đề tiền ship, tiền cước nữa. Chỉ việc là nhận loa và dùng thôi. Thôi, rất cảm ơn các bác anh em đã đồng hành ủng hộ kênh của Doãn Hưng. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Và các bác chấm tặng Doãn Hưng xin like nha. Hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác ạ.